Dạ, Phi Hải Vlog xin được trân trọng kính chào quý vị khán giả, quý bà, cô chú, anh chị và các bạn. Xin kính chúc cho tất cả cô chú, anh chị, quý bà con, cô chú, anh chị khán giả có một ngày mới có nhiều niềm vui, bình an, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Dạ thì tiếp tục cập nhật cái thông tin tình hình kiểm tiếm công tác các nạn nhân ở tại khu vực sạt lở của Hà Giang đó cô chú, anh chị. Thì như trên cái hình ảnh mà tất cả bà con và cô chú anh chị khán giả chúng ta đang xem, thì hãy cũng cập nhật lại là trong buổi trưa ngày hôm nay đó cô chú anh chị, trong cái công tác tìm kiếm thì hiện tại là cũng 7-8 chiếc cuốc đang cuốc để mà tàu đào tìm những cái nạn nhân mà chẳng may bị mất tích trong cái vụ sạt lở trên á. Thì hãy cũng cố gắng cập nhật cái tình hình tại hiện trường để mà chia sẻ lại cho bà con chúng ta được rõ hơn. Cũng mong là sẽ tìm được những người mất tích còn lại nha cô chú anh chị. Hồi sáng này thì trời mưa rất là to, cho nên cái công tác tìm kiếm nó cũng phải rất là khó khăn. Và vừa rồi khi mà đang đào đó cô chú anh chị thì đã phát hiện ra một cái điểm nghi vấn, một cái hiện tượng và có thể chia sẻ là có phát hiện là có thi thể ở bên dưới hay gì đó cô chú anh chị. Cho nên là lực lượng chức năng người ta cũng đang chuẩn bị đeo bao tay để mà tiến đến gần để mà thăm dò xem đó cô chú anh chị mình nhìn thấy không. Dạ trên cái đoạn clip đó thì cô chú anh chị mình đang xem đó là thấy bên lực lượng mà các anh chiến sĩ đó cũng đã đeo bao tay vào rồi. Là do là trong khi đang đào đó cô chú anh chị đang cuốc đó thì cái chiếc cuốc đó phát hiện ra một cái điểm nghi vấn rồi. Và nói chung là có thể là có một cái tín hiệu đó cô chú anh chị là có thể đã phát hiện được cái người mất tích nằm ở bên dưới rồi. Còn hiện tại ở phía trên thì người thân người ta đang khóc lóc, người ta đang khấn vái đốt nhang để mà mong sao có thể là tìm được người nhà của mình đó cô chú anh chị. Dạ hy vọng là đúng thật sự là người mất tích nằm ở bên dưới nha cô chú anh chị. Nếu gì thì đây quả là một cái điều phải nói là rất là mừng trong buổi chiều ngày hôm nay ngày 1 tháng 10 đó cô chú anh chị. Hồi sáng có cái cơn mưa rất là lớn cô chú anh chị, nhưng mà bên lực lượng chức năng xe cuốc người ta cũng cố gắng hết mình, người ta làm, người ta cuốc để mà tìm. Và rất là, gọi là cũng rất là có một cái điều phép màu của cô chú anh chị là hiện tại thì có một cái phát hiện, cho nên là xe cuốc đã tạm, gọi là tạm đào sâu ở cái phần mé cô chú anh chị để mà moi ra những cái vật thể lạ đó cô chú anh chị, nghi là thi thể đó. Và các anh chiến sĩ bên địa phương người ta cũng chuẩn bị rồi, kìa bao tay sẵn sàng rồi đó cô chú anh chị, để mà có thể là tiến gần xuống dưới để mà thăm dò đó cô chú anh chị. Hãy cũng hy vọng là thật sự đó là thi thể của người mất tích nha cô chú anh chị, tại vì người thân của họ bây giờ cũng đang đứng ở xung quanh hiện trường đó để mà chỉ cầu mong thôi, cầu mong là được tìm thấy người nhà của mình để mà đưa về đó cô chú anh chị. Dạ vẫn đang tiếp tục đào đó cô chú anh chị. Hãy xem cái này mà hãy cảm thấy cũng rất là hồi hộp cô chú anh chị. Tại vì lúc nãy vừa đang đào tự nhiên dừng lại là có nhiều người đi xuống kiểm tra liền đó cô chú anh chị. Giờ chắc anh đeo bao tay vô là hãy cảm thấy rất là hồi hộp cô chú anh chị. Mong là thật sự có được người mất tích ở bên dưới. Đây là tại khu vực của Hà Giang nha cô chú anh chị. Cái vụ sạt lở này nó xảy ra vào cái ngày 29 đó cô chú anh chị. Làng ngũ còn đang trong cái quá trình tìm kiếm. Mưa thì hồi sáng cũng rất là lớn, làm cho cái công tác tìm kiếm nó cũng rất là khó tại làng ngũ rồi. Và bây giờ tiếp tục xảy ra một cái câu chuyện, cái sự việc sạt lở tại Hà Giang nữa cô chú anh chị. Nói chung là quá nhiều những cái trận thiên tai mà làm, phải nói là nhiều miền đồng bào của mình phải thiệt hại rất là nặng nề vì thương vong đó cô chú anh chị. Thank you.
tại khu vực Hà Giang này. Phải nói nơi đây là huy động rất là nhiều máy cốt cô chú anh chị, tại vì cái sạt lở ở khu vực của Hà Giang này đó là một cái diện rộng dài lắm, rất là dài. Trong cái thời điểm mà bị sạt lở đó cô chú anh chị, thì người nhà của nạn nhân cũng chia sẻ đó là đang di dời phụ người ta ra khỏi những cái vùng nguy hiểm vì sạt lở cái đợt đầu đó cô chú anh chị. Nhưng mà không ngờ là tới một cái đợt sau nó lại tới liên tục, làm cho là cái anh quay phim nè, anh livestream với lại một cái người bạn đó nữa là hai người chạy không kịp, còn hai người bạn kia thì bị cuốn mạnh quá nó văng ra ngoài suối cô chú anh chị, văng ra ngoài sông, cho nên may mắn sống sót. Còn lại là cái anh livestream với lại một cái người mà con của một cái chú ở tại địa phương đó là chạy không có kịp, bị vùi lấp đó cô chú anh chị. Mình nghe chia sẻ lại chú tận mắt, chú chứng kiến, chú chia sẻ lại cô chú anh chị nghe nhói lòng lắm cô chú anh chị. Hy vọng là trong buổi chiều ngày hôm nay sẽ tìm được những người mất tích nha cô chú anh chị. Hãy cố gắng hãy cập nhật cái tình hình mà nhanh nhất có thể để mà chia sẻ về cho tất cả bà con và cô chú anh chị khán giả chúng ta được rõ từng phút từng giây. Thì nếu mà cô chú anh chị có thương tình ủng hộ thì nhớ đăng ký kênh và like khi xem video. Hãy rất là cảm ơn cô chú anh chị ạ. Chị mình xem đó, tất cả nhà cửa, tất cả mọi thứ từ ở trên cao đó đổ dồn xuống, mà trong cái đoạn livestream mình thấy phải nói là nó cực kỳ nhanh cô chú chị ơi, nhanh rất là nhanh luôn. Ý là từ đằng xa mà mình coi cái đoạn clip mà của anh Điệp livestream á là ảnh chạy rồi đó cô chú chị, ảnh đã thấy rồi là ảnh chạy rồi đó cô chú chị, mà nó quá nhanh. Phải nói là một cái trận sạt lở nó quá nhanh diễn ra trong tích tắc. Bây giờ tiếp tục đào ở tại khu vực cái gần cái chỗ mà sát bờ đê đó cô chú anh chị, mà nói chung cũng nghi ngờ, nãy giờ cũng nghi ngờ đi xuống đó đào nhưng mà nãy giờ cũng chưa có phát hiện gì mới cả cô chú anh chị. Hồi nãy hay thấy chắc anh đeo bao tay là hãy cũng mừng rồi đó cô chú anh chị, hãy tưởng là thật sự đã phát hiện ra rồi đó, nhưng mà không về là chưa có phát hiện ra được cô chú anh chị. Mình thấy là đội tìm kiếm rồi lực lượng chức năng người ta đã chuẩn bị sẵn sàng, người ta đeo bao tay hết rồi đó. Và đây là được diễn biến cập nhật mới nhất vào ngày 1 tháng 10 hôm nay nha cô chú anh chị, công tác tìm kiếm ở tại khu vực của Hà Giang đó. Rất là nhiều những cái chiếc xe cốt hoặc kè đào liên tục ở các vùng, chia ra các nơi để mà đào cô chú anh chị. Cái diện tích và khu vực Hà Giang nó bị sạt lở nó quá rộng đi, cho nên là làm cho cái công tác tìm kiếm phải nhiều máy để mà nhiều nơi kịp thời nhanh nhất có thể. Mưa mà động nước đó cô chú anh chị, hồi sáng mưa lớn quá đất bùn nó bị nhão luôn, nó còn vẫn động nước. Vẫn chưa có phát hiện gì mới cho cô chú anh chị, nếu mà có phát hiện gì mới thì hãy sẽ cập nhật tiếp tục chia sẻ cho bà cô chú chúng ta được rõ hơn nữa ạ. Hãy cũng rất là cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã dành thời gian để mà xem clip cũng như cập nhật tình hình cùng với Hải nha. Nhớ cho Hải xin một cái lượt đăng ký và một cái lượt like. Hãy cảm ơn tất cả cô chú anh chị mình rất là nhiều. Hình như là có phát hiện nữa hay gì cô chú anh chị, thấy gọi hơi hơi nữa kìa cô chú anh chị. Có phải không mà thấy chuẩn bị bà con chạy quá nè cô chú anh chị.
hóa cô chú anh chị mình xem lực lượng chiến sĩ, rồi người dân địa phương, rồi những người thân của nạn nhân, đó người ta cứ túc trực ở đây chờ đợi, hy vọng là tìm được những người mất tích đó cô chú anh chị.